cuộc sống, xã hội theo một góc nhìn mới, đa chiều, thẳng thắn, cởi mở, bất ngờ. Chuyện cuối tuần với đạo diễn Lê Hoàng. Chào các bạn, đây là chương trình Chuyện cuối tuần trên kênh VTV9 của Đài Truyền hình Việt Nam. Tối nay chúng ta sẽ gặp một nữ nghệ sĩ xinh đẹp, Hồ Bích Trâm. Chào anh Hoàng và chào tất cả khán giả của chương trình Chuyện cuối tuần. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào một cái chủ đề nghệ sĩ và bán hàng online. Nghe nói Trâm là một trong những nữ nghệ sĩ mà bán hàng online và thành công, có đúng không? Thành công thì em không nói trước được, tại vì em cũng bán được khoảng 2-3 năm nay thôi. Nhưng mà thực sự là cái công việc bán hàng online nó mang lại cho mình rất là nhiều cái điều mà về kinh tế rồi này nọ, rất là nhiều luôn. Cho nên nó là đến ngày hôm nay thì em thực sự là rất là thích cái công việc này. Nó dường như là cái tay phải của mình luôn rồi đó. Tay phải chứ không thậm chí không còn là tay trái nữa, dạ. Đúng không? Lần trước có lần chúng ta ngồi trong một cái chương trình khác, xong anh hỏi em là dạo này còn hay đóng phim không, thì em nói là bận lắm anh ạ. Anh mới ngạc nhiên hỏi, bởi vì nghệ sĩ thì đóng phim là bận nhất chứ gì. Không, bây giờ em bán hàng online thì nhá, phải phim mà phải có vai nào hay em mới nhận. Nghĩa là đúng là cái bán hàng online nó tự nhiên nó làm cho nghệ sĩ có một cơ hội, và tự nhiên lại có một sự tự tin và có một cái sự thu nhập. Nhưng mà xin hỏi trước thế này, hỏi một câu thế này, nghệ sĩ có trước hay là bán hàng online có trước đối với Trâm? Em nghĩ là nghệ sĩ phải có trước ạ, tại vì thật ra thì khi mà mình có một cái công việc ổn định bên đóng phim, bên điện ảnh rồi á, và cái sự lan tỏa của mình, cái sự xuất hiện của mình á, khán giả nhiều người biết tới hơn, thì lúc đó cũng là một cái điều mà giúp mình có thể phát triển hơn trong cái việc bán hàng online. Thật ra thì lúc trước thì em cũng không nghĩ là em sẽ bán hàng online đâu, mà cái lúc đó trong cái thời điểm mà phim ảnh khó khăn, phim bị ít đi nhiều hơn, không còn được quay nhiều giống lúc trước nữa, thì em mới nảy ra một ý định là tại sao mình không buôn bán kinh doanh thử một cái gì đó. Thì mình bắt đầu từ cái gì? Từ online, từ Facebook, từ những cái trang mạng xã hội. Thì em bán thử, chỉ là thử thôi, nghĩ là thử thôi. Ai ngờ đâu mình bán được quá. Bán được quá thì bắt đầu mình sẽ suy nghĩ là mình sẽ làm sao để mà phát triển nó mạnh hơn nữa. Và em đã làm hẳn một cái thương hiệu của tên em luôn. Rồi bây giờ em đang tỏa ra rất là nhiều. Thế này này, thật ra cái này võ hàng online á, là nó mới ra cách đây khoảng, theo anh nghĩ thôi, khoảng 10 năm thôi. Trước đây nó không có phát triển. Bán hàng online thì nó có một cái đặc điểm là thế này này, là không có cửa tiệm, đúng không? Không có tiệm, không có nhân viên, đôi khi là chính mình phải lo tất cả các thứ. Nhưng mà cái điều ấy nó rất có lợi khi mà cái người chủ nhân đó đã có tên tuổi rồi. Bởi vì trong cái bán hàng hiện nay thì cái marketing là vô cùng quan trọng. Dạ đúng rồi. Và việc khi mình đã làm một cái tên tuổi được người ta, em đóng phim truyền hình được bao nhiêu người biết đến, thì đấy là tự nhiên là một cái vô hình chung là một cái sự marketing vô cùng thuận lợi. Rất nhiều nghệ sĩ là khi có tên tuổi rồi thì mới sực nhớ là mình có thể dùng cái tên tuổi đó để mà làm một cái gì đấy. Cái đấy hoàn toàn không có sai. Gần đây thì Hoàng gọi 10 nghệ sĩ nữ, mà không nói nam nhá, thì đến 9 người sĩ nói là bán hàng online. Chứ bán cái gì đã nào? Dạ em bán thì em sản xuất chuyên về tất cả các sản phẩm thiên nhiên. Em sản xuất hay em lấy chỗ khác mang bán? Em và chị của em là bên dược sĩ, thì hai chị em ngồi lại kết hợp với nhau. Chị em là cái người cho ra đời những cái sản phẩm thiên nhiên đó, từ cái suy nghĩ, cái ý tưởng của em. Rồi ra đời, rồi cho công nhân, cho nhà máy người ta sản xuất hàng loạt ra luôn. Dùng cái từ nhà máy cơ. Dạ đúng rồi, thì tới những cái sản phẩm đó thì phải có nhà máy mới làm được chứ mình đâu có thể. Ví dụ sản phẩm gì nói đi, không sợ gọi ví dụ marketing như là đâu. Nghệ viên mật ong rồi gì nữa, rồi tấm trắng cà phê đậu đỏ. Bởi vì thế này này, bán hàng online thì nó có mấy loại, có cái loại là mình bán nhưng mà cái sản phẩm đấy là người khác làm. Không, cái này sản phẩm này là em làm luôn. Còn đây là Trâm là trường hợp là mình bán một cái sản phẩm của mình làm. Dạ đúng rồi, cái điều đó thì nó khó hơn đó. Dạ, thì bởi vậy cho nên là lúc đầu em gây dựng cái thương hiệu của mình, có nghĩa là lúc đầu em chỉ làm và làm một số lượng rất là ít và em bán thử thôi. Nhưng mà không ngờ là cái sản phẩm của mình nó ok quá, xong sau đó thì mọi người mua rất là nhiều. Mà với giá thành sản phẩm thì lại rất là mềm nữa. Thì mình sẽ bán rất là được. Bây giờ nếu mà không giấu thì doanh số của Trâm một tháng online là khoảng bao nhiêu? Tại nếu mà tính luôn á, tại vì sản phẩm này là do em sản xuất, cho nên á là tiền bao bì, tiền hộp, rồi tiền thiết kế, tất cả các là tiền trừ ra hết luôn, thì một tháng em phải kiếm tệ nhất là phải 300 triệu. 300 triệu là tiền doanh thu hay là tiền lời? Tiền lời ạ. Ôi thôi chết rồi, 300 triệu tiền lời ấy à?
Dạ. Mà em muốn làm một cái thương hiệu của riêng mình, chuyên về sản phẩm thiên nhiên, thì bắt buộc em phải ra công ty. Là em thành lập cả hẳn một công ty luôn. Công ty tên của em, xong rồi á là em làm giám đốc, làm tổng giám đốc, làm kim bán hàng, kim giao hàng, rồi kim cả sẵn hàng luôn. Dạ, khoan, nói từ từ nè. Tổng giám đốc, giám đốc, rồi, bán hàng, dạ, giao hàng. Không, soạn hàng. Soạn hàng. Giao hàng thì có anh của em làm. Nếu mà cần thì làm thêm cả gọi là đòi nợ thuê nữa. Xong rồi kiểm hàng hóa này nọ, tất cả mọi thứ. Thì nói chung là em với lại một bé em trợ lý á, là làm chung với em chỉ có hai người thôi. Hai người thôi. Dạ. Em là tổng giám đốc của một công ty có em và em. Dạ. Nhưng mà khi mà mình lập thành lập công ty ra thì hàng tháng mình đều phải đóng thuế. Thì cho nên mình rất là tự tin khi mà mình bán online như vậy. Và tất cả những cái sản phẩm thiên nhiên của mình á, giấy kiểm định rất là đàng hoàng. Cho nên em rất là tự tin về cái mặt đó. Cho nên là em bán rất là được. Và em có cảm giác là mình chuyển ra cái nghề online này là một sự may mắn không? Em nghĩ là cái cơ hội mà nó đến á, khi mà phim ảnh đang bị gặp một cái trường hợp khó khăn á, của bây giờ là bị bão hòa, quá nhiều phim chưa phát sóng. Hiện giờ thì em còn khoảng 6 đến 8 phim chưa phát sóng nữa. Cho nên là nhờ cái bán hàng online này á, nó giúp mình thay đổi cuộc sống rất là nhiều. Thực ra thì em đi phim cũng khoảng được 7-8 năm rồi. Nhưng mà 7-8 năm đó chưa chắc gì mình đã dư được một cái gì hết. Tại vì lo rất là nhiều thứ. Em còn phải lo cho gia đình, lo cho bản thân mình, lo cho cuộc sống, rồi quần áo, giày dép, tất cả mọi thứ. Nguyên một cái năm trước, 2018 là cái năm mà em tập trung dồn lực tất cả cho online luôn. Và dường như là em chỉ đóng có 4 phim thôi. Nghĩa là từ nay trở đi là em rất là chọn vai đúng không? Em rất là chọn phim đúng không? Mà nhờ cái online đứng đằng sau đúng không? Dạ đúng bởi rồi. Bởi vì tội nghiệp lắm, bởi vì anh cũng đã gặp những cái nghệ sĩ á, mà phải đóng tất cả các thứ vai, đóng tất cả các phim. Bởi vì thật ra mình làm trong nghề mình biết mà, vai thì nó có vai nhỏ, vai to, vai hay hay vai dở. Dạ. Và công ty sản xuất thì cũng có những công ty đàng hoàng, có những công ty chụp giật, đạo diễn thì cũng có người tốt, cũng có người nói thẳng luôn, hơi nham nhở. Dạ. Trong nghề chúng mình biết hết. Thế mà có những người họ cứ phải làm hết. Thì hỏi ra bảo nếu không làm thì thứ nhất là sợ công chúng quên, thứ hai là không có tiền. Nên là khi mà có một cái online như em ấy thì tự làm cho cái tự tin, làm cho cái người nghệ sĩ nó nói thẳng luôn, đôi khi nó làm cho có phẩm giá lên. Dạ. Thì lúc trước ấy, thì em cũng là một trong những cái người mà nằm trong giống như anh nói, có nghĩa là cái gì cũng phải làm. Dạ đúng rồi, mình làm rất là nhiều game show, chương trình, phim ảnh, tất cả mọi thứ mời em cái gì em cũng nhận hết, miễn sao là nếu có lịch của em nó trống. Tới lúc qua một lần á, em chạy một lúc 4 phim. Là tại vì sao? Tại vì cơm áo gạo tiền. Nhưng nhờ những cái sự mà cố gắng cày đó của mình á, cho nên là phim của mình nó chiếu rất là nhiều trên truyền hình, nhiều người biết tới hơn, thì nó sẽ là một cái lợi thế cho việc bán hàng online. Lúc trước á, em là cái đứa mà kiểu là làm chủ yếu là kiếm tiền, lo cho gia đình, lo cho cuộc sống của mình là được rồi, không cần phải biết hình ảnh của mình như thế nào. Thì em cảm thấy là em bị bất lợi so với những người khác. Em có rất là nhiều cơ hội, nhưng mà những cái cơ hội nó tuột đi là vì sao? Tại vì mình không có sự đầu tư cho hình ảnh của mình. Nhìn cái ngoại hình mình không bắt đúng mắt. Rồi đó, dù cho mặc dù ví dụ như là về diễn xuất của mình là mình không nói đi, mình có thể là mình diễn tốt hay là mình bắt nhịp tất mọi người rất là nhanh, nhưng mà về ngoại hình mình thua kém người ta ở chỗ là mình không có sự đầu tư. Đó thì mình bị chậm lại so với người ta. Nhưng mà sau khi bán hàng online á, thì mình đã có một cái số tiền ổn định hàng tháng. Thì mình sẽ lấy cái số tiền đó để mình đầu tư cho hình ảnh của mình, để khi mà mình xuất hiện là phải hơn xưa. Nghe em nói thôi là em đã từng, là ngày xưa em đã từng bưng cơm trong những cái, một cái quán ăn mà nghệ sĩ đến ăn, và họ không có ngờ rằng em là người đã từng bưng cơm ở đấy, có đúng không? Tại sao anh nói em biết kỹ như vậy? Anh rất như, biết, đúng, đúng rồi, không? Em với anh như có nói chuyện với nhau một lần. Thật ra thì 15 tuổi thì em đã vào Sài Gòn rồi, và vừa đi học vừa đi làm, thì em cũng không có gì để giấu hết, tại vì em nghĩ là phải có của quá khứ thì mới có tương lai hiện tại. Lúc đó thì em vào và em đi học bổ túc, học bổ túc buổi tối, ban ngày thì em đi làm ở một quán cơm. Thì ba năm ở đó và em làm xong rồi em thi em trường sân khấu điện ảnh, ai ngờ đậu. Khoan, trong 3 năm ở đó thì em rất nhiều lần gặp các nghệ sĩ đến ăn. Đúng rồi. Và em rất nhiều lần cảm thấy là họ ăn những cái đĩa cơm, em cảm thấy rất là mơ ước, có đúng không? Em có kể với anh là em nhìn thấy Cao Minh Đạt ăn một đĩa cơm 80.000, mà em bảo trời, thì sao lại có thể ăn sang như vậy. Quán cơm của em á, là nó nằm ở bên của cô em á, là nằm bên Phú Nhuận. Và đợt đó là rất là nhiều nghệ sĩ hay ăn ở đó, ví dụ như nhóm La Thăng nè, chị ca sĩ Tina Tình nè, ca sĩ Chí Thiện, anh Cao Minh Đạt nè, chú Hồng Tơ nè, rất là nhiều nhóm nhạc khác, rồi ca sĩ Vũ Bảo này nọ, em nhớ rất là kỹ luôn, tại vì ngày xưa em hay bưng cơm cho họ mà. Cho nên á, khi cái lúc mà
sau 3 năm em học ở đó xong, lại lúc đó Chí Thiện với nhóm La Thăng đang rất là hot luôn. Thì Chí Thiện được mời đóng cái phim Hoàng tử xấu trai. Em lúc đó cũng là sinh viên năm nhất của trường sân khấu điện ảnh rồi. Em đi cast cái vai đó thì vô tình em được vô vai thứ 9, còn Chí Thiện là vai chính. Thì cũng là một nhóm bạn thân trong lớp. Thì xong anh Chí Thiện lên nói: trời ơi, sao nhỏ này nhìn quen quen vậy trời. Thế xong quen cái gì, 3 năm trời em bưng cơm cho anh ăn đó. Thật ra thì em không thấy ngại với việc đó đâu, tại vì có sao đâu. Dạ đúng rồi, không sao hết. Bây giờ em khai thật đi, anh không phải phòng thuế đâu. Em có mấy căn hộ và em có mấy xe hơi. 2 năm, sau khi 2 năm bán hàng online thì em đổi 2 chiếc xe. Thế à? Dạ, và em mua được cho mình một căn nhà. Đó là một cái điều mà em nghĩ là 14 năm đóng phim, 14 năm tự lập trong Sài Gòn. Tính luôn cả từ lúc mà 15 tuổi tới giờ. Rất nhiều nữ diễn viên bán hàng online đúng không? Dạ. Và đa số anh thấy, khi anh hỏi thì họ toàn bán mỹ phẩm cả. Đúng không? Phần lớn họ bán mỹ phẩm. Nhưng mà theo em biết ấy, thì cái số diễn viên nhà mình đi bán hàng online ấy, bao nhiêu phần trăm thành công? Em thật ra thì em cũng có quan tâm tới cái chuyện là mấy anh chị em nghệ sĩ bán hàng online là quan tâm là ở đây là như thế nào. Là ví dụ như là anh chị đó bán hàng mặt hàng gì để mình biết mình sẽ bán những mặt hàng khác nhau để không có bị trùng. Cho nên là em thấy cũng rất là nhiều người bán hàng online, giống như chị Thúy Diễm nè, chị Khả Ly nè, rồi còn nhiều người nữa. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Bên đây đến cả nam nghệ sĩ cũng bán hàng online luôn. Và giống như anh Hà Chí Quang nè, giờ bán sầu riêng luôn đó. Cho nên là khi mà tất cả mọi người bán như vậy thì em thấy là dường như là mọi người đều bán rất là được. Thế đều hả? Có một cái lượng khách hàng riêng của mình. Dạ, em thấy bán được lắm. Và em nghĩ bán hàng cũng cần một cái năng khiếu nữa, chứ không phải là đơn giản là mình muốn bán là bán không. Em thấy anh có cửa không? Dạ em nghĩ là thôi anh làm MC được rồi. Anh ngồi đây nói chuyện với lại các diễn viên đẹp là được rồi. Anh cạnh tranh cái gì? Không, thì em nghĩ là bây giờ anh Hoàng sẽ kinh doanh theo cái chuyện là bây giờ nghệ sĩ sẽ mời anh live stream cùng. Rồi tiền nó còn nhiều hơn luôn á. À thế hả? Em cũng phải công nhận rằng là Hồ Bích Trâm hôm nay bán hàng online thành công á, thì ít nhất cũng phải 40% là do là cái cô nữ diễn viên Hồ Bích Trâm mang lại. Dạ, đúng không? Cho nên là mình cũng vẫn cứ phải giữ cái nghề, mà mình cũng phải làm cái nghề cho tốt, bởi hai cái đó nó ảnh hưởng đến qua lại với nhau. Dạ, khi mà cái sản phẩm của mình nó vững mạnh rồi thì bắt đầu em vẫn phải đi phim. Tại thật ra anh cũng biết là nghệ sĩ mình á, cảm xúc nó rất là nhạy cảm. Mình ở nhà mà mình không đi quay á, là cái cảm giác của mình nó rất là buồn. À, đúng rồi. Đó, buồn lắm, buồn kinh lắm. Chứ không phải là không buồn, nhưng mà may mắn một điều là kiểu giống như là cái tính em có hơi khùng khùng á, hăm hăm á. Cho nên là nguyên cái khoảng thời gian mà em tập trung cho em bán hàng online á, thì em được mời game show rất là nhiều. Cái sự xuất hiện của game show của mình nó còn nhiều hơn cả phim ảnh nữa. Cho nên là nó càng có lợi cho mình nữa. Cho nên là em nghĩ là may mắn á. Có nghĩa là từ cái lúc mà mình kinh doanh xong á, thì mình nghĩ là đây chỉ là một cuộc chơi thôi. Ai ngờ đâu thì bây giờ nó là cái cánh tay đắc lực của mình luôn. Nó giúp mình tốt hơn. Cho nên là em muốn kinh doanh và phát triển nó nhiều hơn nữa. Nhưng mà này, em có một vấn đề thế này này. Bán hàng bình thường á, ví dụ 8 giờ sáng mở cửa, 5 giờ chiều đóng cửa. Online là không kể ngày đêm đúng không? Đúng luôn. Cho nên là em có bao giờ cảm thấy bị quá tải và cảm thấy gọi là quá mệt không? Mà em bị stress nặng. Thế tại vì nên là không có khách cũng khổ, mà có khách còn kinh hồn hơn đúng không? Có nghĩa là anh biết không? Có nghĩa là vậy nè. Bán hàng online á thì có hôm này hôm kia, cũng giống như mình bán hàng ở shop thôi. Nhưng mà em á thì có nghĩa là mục tiêu của em là mỗi ngày phải được bao nhiêu đơn. Đó, bao nhiêu đơn hàng và lợi nhuận bao nhiêu, ví dụ là bao nhiêu. Thì ý em nói là mình bèo bèo nhất là một ngày phải 60 đơn. Thì bây giờ mới ví dụ như từ sáng sớm em mở mắt ra là có người đã đặt hàng tới chiều tối. Thì tới tối em rảnh em mới livestream em bán hàng tiếp. Thì tới lúc đó mới khoảng 20 đơn thôi. Thì em bắt đầu ngồi lại suy nghĩ em sẽ làm cách nào đó để mà kiếm được 60 đơn đó. Thì có nhiều cách lắm. Thứ nhất sale hàng, thứ hai tặng quà. Đó, em sẽ làm tất cả mọi thứ. Rồi thứ ba chơi trò chơi đủ kiểu để mình tặng sản phẩm cho họ. Thì nói chung là em làm sao miễn là ngày hôm đó em phải đủ số lượng đơn đó. Nghĩa là bán hàng online cũng áp lực lắm chứ đâu có đùa. Dạ đúng rồi anh. Với lại vậy nè, tại vì em có những anh shipper á, thì cuộc sống của anh cũng không có được tốt cho lắm. Cho nên là em tạo điều kiện hết mức cho mấy anh đó để mà mấy anh chạy kiếm tiền. Đó thì mấy anh chạy cho shop của em thì mấy anh cũng kiếm được rất là nhiều. Nói chung là bị áp lực ở cái nghĩa là ngày hôm nào mình cũng phải kiếm thật là nhiều đơn để cho mấy anh có đơn hàng để mà chạy đi ship. Cho nên là nhiều người cứ nghĩ là bán hàng online là ngồi trước cái máy tính xong bấm xong thu tiền về là cũng nhầm. Không đúng có không? Đâu anh, nói mỏi miệng đó anh mới được như vậy. Thật ra thì bán hàng online bây giờ đang hot cái chuyện mà livestream rồi mình giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến người ta thì nó sẽ hiệu quả hơn. Thì mỗi lần anh phải có một cái gọi là năng khiếu ăn nói nữa.
mình phải nói trước, ví dụ như là chào mọi người, ngày hôm nay thì Trâm sẽ giới thiệu cho mọi người cái sản phẩm mà cảm thấy rất là tốt kiểu dạng vậy, xong rồi mình nói về công dụng, mình nói về thành phần, mình nói về giá cả, rồi người ta hỏi cái gì mình phải trả lời cái đó, mệt lắm anh. Tóm lại là Lê Hoàng không có cửa đâu, đúng không? Em nghĩ là anh không có cửa đâu. Dạ. Rồi còn còn một cái nữa mà rồi bị bơm hàng nè, rồi bị quỵt nè, rồi shipper giao hàng tới người ta giật cái món hàng đó, người ta bỏ chạy luôn, rồi shipper phải đền tiền nè. Trời ơi, vẫn có người giật à? Dạ đúng rồi, hôm trước em bị hoài luôn anh. Shipper người ta giao tới thì người ta ngồi trên xe và cái xe của người ta đang rất là cồng kềnh đồ, thì người ta mới vừa đưa cái giỏ hàng ra, cái đang cầm gì cái bỏ chạy cái đi vô chợ luôn, thì bây giờ nguyên một cái xe hàng như thế này thì shipper chạy kiểu gì? Mà nói thật, cái sản phẩm của em có bao nhiêu tiền mà cũng có người giật vậy? Dạ, sao em cũng không hiểu luôn. Rồi chưa kể bị bơm hàng, có nghĩa là đặt hàng xong tới nơi gọi điện thì tò te tí te, xong rồi có người còn vui lắm anh, có người gọi chị ơi chị, cái lúc mà em đặt của chị á thì em còn tiền, bây giờ hàng tới em hết tiền rồi. Xong rồi còn có trường hợp là gọi tới thì lúc đặt lỡ Cần Thơ, mà lúc giao hàng tới Cần Thơ rồi thì nói trời em về Kiên Giang rồi, ủa sao em ở Kiên Giang mà sao em không đặt ở Kiên Giang mà em đặt Cần Thơ, thì tại vì em lên đây em chơi một tuần cho nên em tưởng là chị giao được ở Cần Thơ, giao tới Cần Thơ cho em. Thế là rất nhiều những cái chuyện rất là nhiều trường hợp vui lắm anh. Dạ. Cho nên là bán hàng nó giao thời gian cũng rất là hiểu xã hội đúng không? Dạ. Nó kinh khủng lắm, mà mỗi lần mà ship đi mà hoàn về là mình tốn một mớ tiền. Nó khổ lắm anh, cái chuyện gì nó cũng có hai mặt của nó hết. Thành ra là từ lúc bán hàng online bây giờ thì em thấy là nhan sắc em lên hay sướng nào? Thật ra thì tại vì em ham công tiếc việc quá. Yeah. Vừa đi quay, những hôm mà em đi quay phim á, là em đi quay từ sáng mới tới tối 9-10 giờ mới về, thì cái chuyện là mình phải nghỉ ngơi. Nhưng mà em thì không. Em lại lao đầu vô, có nghĩa là trong đầu em sẽ nghĩ là ngày hôm nay em bán sản phẩm gì, em sẽ PR cho sản phẩm nào. Xong rồi em về một cái là em ngồi lên bàn làm việc và em livestream và em sẽ bán sản phẩm đó. Live xong bắt đầu ngồi tư vấn trả lời. Tại vì cái Facebook của em á thì sẽ có em và là bé em của em á quản lý, hai người sẽ thay phiên nhau trả lời khách. Thì em trả lời khách xong, em chốt đơn xong thì bắt đầu soạn ra. Thì anh nghĩ đi, từ 11 giờ mà tới 3 giờ sáng 100 đơn. Dạ. Tôi không lấy cô đóng phim nữa. Bây giờ nhân vật đang có những cái cảnh sướt mướt thế này, cô xem kịch bản nhưng mà đầu óc cô đang ship với lại đang gì thì chết rồi rồi. Không nha anh, cái chuyện này thì không hề luôn. Tại vì á, em khi mà em đi quay á thì em không bị bận tâm về cái chuyện đó. Tại vì em có một cái người ta làm cái việc đó cho em rồi, cho nên em chỉ tập trung em làm thôi. Và em thấy là khi mà em bán hàng online á, mình có một cái khoản tiền rồi, mình đầu tư cho hình ảnh của mình, cái sự tự tin của mình nó cũng rất là nhiều luôn. Chứ không phải như ngày xưa mình bị eo hẹp, mình không có tiền để đầu tư quần áo này kia cho vai diễn của mình. Bây giờ thì mình cũng thoải mái hơn cái việc đó. Với lại bây giờ á, cách C của phim á, phim đang bị bão hòa, cho nên là rất là nhiều diễn viên bị thất nghiệp. Đó, cho nên là nếu như mà người ta trả một cái giá phù hợp cho mình đó thì mình sẽ nhận. Còn nếu như mà mình đòi cao quá thì người ta nói không có cô này thì sẽ mời cô khác vậy thôi. Đúng rồi, anh cũng tội nghiệp anh ở đây anh không thể nói tên được, nhưng có những diễn viên anh đã biết nha, rất là xinh đẹp, nói tên anh biết ngay đấy. Đóng ngày xưa cách đóng rất là hot, đó là có một thời kỳ là một nghĩa là cùng một ngày có thể quay mấy phim ấy. Yeah. Đùng một cái tự nhiên hết vai, nghĩa là do cái phim nó xuống quá đó, thế là cô phải đi bán cà phê ấy. Xong cô ngồi cô khóc, con quả rằng là ngày xưa ở phim trường thì cực khổ, nắng nôi rồi ăn vợ vội, nhưng khi cô bán cà phê rồi thì cô mới thấy rằng cô nhớ những cái ngày kia, và cô thấy rằng những cái ngày mà làm phim cực đến mấy cũng sướng gấp trăm lần ngồi cà phê này, bởi vì khách vào cũng quát nạt rồi cũng nợ tiền rồi cũng quậy phá các thứ, thì cô bảo rằng là nó nhục nhã các thứ, trong khi đoàn làm phim dù sao nữa vẫn còn một chút gọi là sự sang trọng. Cho nên là phải nói là cái này nói anh em mình nói thật, nghệ sĩ thì rất là hay cái lúc mà mình lên. Yeah. Nhưng mà nhỡ đâu không phải là mình xuống hẳn, mà có những cái đoạn thăng trầm của nghệ thuật đó, có những đoạn tự nhiên phim này nó xuống hay là cái game kia nó xuống cái gì đó mà mình cảm thấy mình bị bơ vơ đó, rất là kinh khủng. Nên không có một cái gì bấu víu á thì cả vật chất đến tinh thần đều gọi là bị khủng hoảng, rất là nguy hiểm, đặc biệt là diễn viên nữ đó, bởi vì diễn viên nữ thì hiểu được là cái thời kỳ nhan sắc của mình nó có hạn rồi, thành cái áp lực rất là ghê. Cho nên anh rất là mừng khi mà anh thấy là em có một cái gì, em có một cái lối thoát cho mình, một cái lối thoát đó vừa chính đáng vừa có thu nhập, đúng không? Nhưng cái lối thoát này không bí mật thì lắm, rất nhiều nữ nghệ sĩ làm. Yeah. Nhưng mà không phải ai cũng thành công lắm đâu, đúng không? Dạ. Yeah. Nói chung là những cái mà anh nói thì em cũng đã từng trải qua cái cảm giác đó rồi. Cho nên là hiểu được là nó như thế nào, nó kinh khủng lắm. Nếu mà một ngày mà mình không có được làm nghệ thuật á, là mình cảm giác giống như là dường như là cái máu nghệ thuật nó đã ăn vô trong người mình rồi. Thì bây giờ dù cho mình có làm gì chăng nữa thì mình vẫn phải theo đuổi cái niềm đam mê chính của mình, đó là phim ảnh.
một người diễn viên rất nổi tiếng, ông ấy làm, ông ấy đóng phim, sau ông ấy mở một cái quán thì rằng là cái quán rất là phát triển nhá, rất là đông khách lắm, nhưng mà ông ấy rất là buồn. Thì bọn anh đến thăm nó bảo thôi ông ơi, có cái gì đâu, bây giờ quán đông thế này, doanh thu thế này, ông tiếc gì. Xong rồi ông ấy nói thật bảo các anh không có hiểu, cái quán mà đông đến mấy á thì cũng chỉ có cùng lắm là cái quận này biết, trong khi đó đó, khi tôi ngày xưa tôi làm phim cả nước biết. Nghĩa là cái nghệ sĩ mà đã có một chút gọi là đã đi vào cái nghệ thuật mà nói thật ra đã có một chút gọi là danh vọng á, thì họ rất là đau đớn khi thấy cái danh vọng ấy bị tổn thương, không nói gì về thu nhập đâu, đúng không? Thế là em hiện nay là em đang có một lúc gọi là cả cái danh vọng em cũng ok, mà cả cái tiền bạc em cũng ok, mà thật ra cái tiền bạc này cũng rất chúc mừng em là do cái sự chịu khó của em, mà cũng một phần là do con người em là nói thật là từ lao động mà ra, em là từ một người bưng cơm ra, em không ngại bất cứ cái điều gì cả. Nên có nhiều cô nói thật ra, có nhiều cô diễn viên anh quen á, xinh đẹp dễ thương tất cả các thứ, nhưng họ lao động không được, họ làm nghệ thuật thì được, chứ mà họ phải đi năn nỉ khách hàng, rồi phải đi đóng gói cái khách hàng, rồi lại phải đi cãi cọ khách hàng, họ làm không được. Em làm được cái đó. Dạ, cũng rất là nhiều người, không phải là riêng gì anh Hoàng nói về cái vấn đề này, cũng rất rất là nhiều người luôn, đặc biệt là khán giả. Người ta nói trời ơi, đóng phim chưa đủ hay sao mà trong đầu của khán giả người ta luôn nghĩ là diễn viên là ai cũng giàu, ai cũng kiếm tiền từ phim ảnh rất là nhiều, nhưng mà họ không biết được là cái bên trong nó như thế nào. Đó, ai cũng hỏi em ủa không đóng phim nữa hay sao, đi bán hàng hoài vậy đó. Thì lúc nào em cũng lên, em cũng đều nói với mọi người cái chuyện mà đóng phim đó là cái chuyện mà em phải làm rồi, cái đó là một cái gọi là cái nghề nghiệp của mình rồi, còn cái bán hàng này là một cái công việc tay trái của mình thôi. Và đặc biệt là mọi người cứ hay kiểu là suy nghĩ trong đầu là bây giờ thấy mình bán hàng hoài, xong mọi người nói ủa chắc rồi bây giờ chị bỏ nghề luôn rồi hả, này nọ, suốt ngày em cứ phải lên giải thích là em không bỏ nghề, mà những cái hoạt động của mình, phim ảnh của mình, game show của mình vẫn xuất hiện trên Facebook tràn lan. Trâm, bây giờ cũng hỏi thẳng thắn em một cái chi tiết này, là cái việc bán hàng online ấy, nó đang hot, nó đang có thu nhập, và cũng có một vài người nghệ sĩ là nhân cái chuyện đấy là bán không có chất lượng, bán hơi có tính, anh dùng từ lừa đảo đến hơi quá, nhưng mà nó hơi lạm dụng cái lòng tin của khán giả, hoặc là lấy đắt, hoặc là lấy cái sản phẩm nó không được tốt lắm. Cái đấy có không, và theo em nghĩ thì cái đấy nó sẽ ở cái mức độ nào? Em nghĩ là chắc chắn là sẽ có chứ. Nhưng mà đơn giản như vậy nè anh, nếu như bạn đưa ra cho khán giả hoặc là cho người tiêu dùng á một cái sản phẩm tốt thì người ta sẽ mua hoài, người ta ủng hộ cho bạn hoài. Còn nếu như bạn đưa ra một cái sản phẩm kém chất lượng và qua giá quá mắc thì người ta sẽ không ủng hộ bạn nữa, vậy thôi. Đơn giản là như vậy thôi. Còn em nghĩ thì đương nhiên là chắc chắn á, khi mà bán hàng online có tiền, cái đồng tiền nó làm cho người ta không có suy nghĩ một con đường đúng đắn nữa, mà người ta sẽ chuyển qua một cái chuyện là ham lời quá, và người ta sẽ bắt đầu buôn bán những cái sản phẩm kém chất lượng và một cái giá thành quá đắt đi, và để mà kiếm tiền. Thì em nghĩ là cái nào cũng có hai mặt của mình hết. Thì em cũng không có rõ về cái chuyện đó lắm đâu, nhưng mà em nghĩ là em cũng có thấy được vài điều đó. Người ta lợi dụng cái tên tuổi, người ta lợi dụng cái hình ảnh của mình để mà buôn bán những cái sản phẩm nó không chất lượng. Đó, thì em nghĩ là không cần ai phải trừng trị hay là gì cả. Khách hàng là cái người thấy được cái điều đó, và người ta mua một lần thì người ta sẽ không bao giờ dám mua lần thứ hai nữa. Cảm ơn Trâm rất nhiều về một cái câu chuyện mà anh em mình nghĩ là nó rất là vui, nó rất là thực tế, nhưng đồng thời cũng bổ ích. Nó làm cho khán giả hiểu nghệ sĩ hơn, và nghệ sĩ cũng là một cái dịp để mà trình bày những cái đằng sau của mình. Một cái công việc nó mới mẻ nhưng mà rất nhiều nữ nghệ sĩ đang làm, và nó mang lại rất nhiều cái điều gọi là vui buồn, nhưng mà có lẽ là vui nhiều hơn buồn trong cái công việc nghệ thuật của chúng ta. Cảm ơn Hồ Bích Trâm. Phải nói là cảm ơn anh, tại vì hồi nãy giờ những cái gì mà anh hỏi cũng như anh nói thì đó là những cái tâm tư của em rồi. Và đặc biệt hơn là cảm ơn tất cả khán giả của chương trình Chuyện Cuối Tuần đã ngồi nghe Trâm chia sẻ cái chuyện mà thực tế nhất của cái chuyện bán hàng online. Thật ra thì người nghệ sĩ á phải cảm ơn tất cả khán giả, tại vì có khán giả thì mới có Hồ Bích Trâm của ngày hôm nay, và nó cũng hỗ trợ rất là nhiều cho công việc kinh doanh của em nữa. Thì em hy vọng là không những bên phim ảnh mà bên công việc kinh doanh thì em cũng sẽ được khán giả cũng như là khách hàng đón nhận. Phong trào viết hồi ký của nghệ sĩ Việt ngày càng nở rộ. Cuộc đời mình có nhiều khi lúc quá thăng trầm, quá khác biệt, đâm ra mình muốn làm cứu từ chuyện này. Nhưng rất ít hồi ký để lại dấu ấn trong lòng độc giả. Hiếm có những cái cuốn hồi ký mà lay động lòng người. Nhưng có những câu chuyện anh chị giấu nhưng không kể ra thôi, cũng sợ đụng chạm. Nó chỉ có giá trị khi đó là sự thật.
đón xem chuyện cuối tuần của Lê Hoàng và ca sĩ Lâm Khánh Chi. Phong trào viết hồi ký của nghệ sĩ được phát sóng vào lúc 21:35 thứ Bảy, ngày 7/9/2019, chỉ có trên VTV9. Thưa các bạn, chuyện cuối tuần của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ Bảy tuần sau trong những số tiếp theo của Chuyện Cuối Tuần trên kênh VTV9.